Soi kèo Arsenal với Lens 3 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 11. Mặc dù đã phải rất bất sang bang trong chuyến đến làm khách trước Brentford ở vòng đấu vừa qua để giành lấy chiến thắng với tỷ số tối thiểu, nhưng với 3 điểm vừa có được thì lúc này Arsenal đã chính thức có lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh ở mùa giải này với 30 điểm. Không chỉ có vậy, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta còn nối dài mạch bất bại của mình lên đến 3 trận liên tiếp trên mọi mặt trận. Một phong độ rất tốt để pháo thủ có thể bước vào lượt trận thứ 5 tại Champions League mùa này. Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm, hiện đang bỏ xa hai vị trí xếp sau của PSV và Lens đến 4 điểm. Với việc vòng bảng chỉ còn 2 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc, thì chỉ cần thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta giành lấy chiến thắng trước Lens trong trận đấu này, thì chắc chắn họ sẽ có được tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Với tư cách là đội bóng dẫn đầu bảng B sớm hơn một vòng đấu, đây là điều mà chắc chắn Arsenal sẽ hướng đến để sớm đạt được mục tiêu ở mặt trận Champions League. Bởi đừng quên chỉ sau trận đấu này chưa đầy 2 ngày thì họ sẽ tiếp tục trở lại với đấu trường ngoại hạng Anh bằng màn đón tiếp Wolverhampton đến làm khách. Thẳng thắn mà nói, chỉ cần pháo thủ thành London thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng ở trận này sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Cần biết tính đến thời điểm này, thánh địa Emirates vẫn đang là chỗ dựa tinh thần vững chắc dành cho Arsenal, khi mà họ vẫn đang giữ được chuỗi 12 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà với 10 chiến thắng và 2 trận hòa. Phía bên kia chiến tuyến, Lens cũng vừa nối dài mạch bất bại tại League One của mình lúc này lên đến con số 8 bằng chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà của Clermont, cũng như rút ngắn được khoảng cách với nhóm top 3 trên bảng xếp hạng xuống còn 5 điểm. Song, nếu như ở giải quốc nội vẫn có rất nhiều thời gian và cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Franck Haise có thể cải thiện vị trí của mình, thì ở mặt trận Champions League, họ không còn quá nhiều cơ hội để sửa sai khi mà vòng bảng chỉ còn 2 vòng đấu. Hiện tại, Lens đang tạm đứng thứ 3 ở bảng B với 5 điểm. Tuy có cùng điểm số với vị trí thứ 2 của PSV, nhưng họ vẫn phải xếp sau vì kém hơn về thành tích đối đầu trực tiếp. Vì vậy, chỉ có cách phải giành lấy chiến thắng trong cả 2 trận đấu còn lại, thì đội bóng đến từ xứ Lục Lăng mới có cơ hội để nghĩ đến việc bước chân vào vòng 16 đội, hoặc ít nhất có được tấm vé vớt xuống chơi tại Europa League. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản đối với đoàn quân của huấn luyện viên Franck Haise. Có thể ở trong màn đối đầu lượt đi với Arsenal, họ đã bất ngờ có màn lội ngược dòng trước đối thủ, nhưng đừng quên đây là trận đấu mà Lens phải hành quân đến thánh địa Emirates. Đó là chưa kể ở 2 trận sân khách gần nhất tại Champions League mùa này, thì đoàn quân của huấn luyện viên Franck Haise vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì khi có một trận hòa trước Sevilla và để thua PSV. Soi kèo Arsenal với Lens. Hiện tại, Arsenal đang chấp Lens 1.5 ở kèo châu Á. Với phong độ thi đấu đang rất thăng hoa như hiện nay và cùng với đó là lợi thế đến từ sân nhà, thì pháo thủ sẽ không ngần ngại làm gọi đội khách ở kèo chấp này. Cần biết, Arsenal không chỉ thắng kèo ở 7 trong 8 trận đấu trên sân nhà gần nhất, mà trong 3 trận mới đây được diễn ra tại sao huyệt của mình thì không có trận nào họ giành chiến thắng với cách biệt ít hơn 2 bàn. Một chìa khóa quan trọng để giúp cho giới mộ điệu có thêm sự tự tin để đặt niềm tin vào đội bóng chủ nhà. Trong khi đó, chiến thắng trước Clermont vừa kể trên chỉ là trận thắng kèo duy nhất mà Lens có được sau 4 trận sân khách gần nhất, còn lại họ đã để thua kèo đến 3 trận. Đó là chưa kể nếu tính rộng ra trong 10 trận sân khách mới đây thì đại diện của League One đã để thua kèo đến 7 trận trong số đó. Soi kèo tài xỉu Arsenal với Lens. Dẫu cho Arsenal cần phải thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên để có thể húp được kèo châu Á, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kết quả ở trận này có thể đổ tài một cách dễ dàng. Đừng quên sau trận đấu này chỉ 2 ngày thì pháo thủ sẽ phải trở lại với mặt trận ngoại hạng Anh, nên họ chỉ cần một chiến thắng vừa phải ở trận này đã là quá đủ. Vì vậy nhiều khả năng kết quả ở trận này sẽ không có quá 2 bàn thắng được ghi và sẽ về xỉu ở kèo 3 trái cả trận. Kết quả 3 trong 4 trận đấu gần nhất của Arsenal đã về xỉu, và 3 trong 4 trận gần đây của Lens cũng cho ra kết quả tương tự. 868 VIP sân chơi đỉnh cao, quà trao mỗi ngày. Dự đoán kết quả Arsenal với Lens. Dự đoán tỷ số 2-0. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Arsenal chấp 1.5. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 3 trái hòa cả trận.